mới nhìn dòng đi mà đi về ta gửi bên qua cũng trong rừng tốt lắm. Vẫn rung rung rất là nhẹ. Chạy chậm đó mấy. Chạy chậm rung mà. Thử hơn à. Thử hơn mà. Cũng chờ kiểu này. Đường này mà chạy sáng luôn đấy mẹ. Thử xem nào. Ta ta đi. Đừng có 40 đẹp. Thôi nhưng mà sống không hỏi mình đó. Là nhóm à. Ô đất này khó. Khó. Đúng đây. Chống đi. Mẹ mẹ chống đi ta. Nhưng mà dập bạn cô là không giống mặt. Cả đồng mong đường nào cũng đẹp hết mọi người à. Còn mỗi cái con đường này chưa đẹp. Đi vòng quá đi trời ơi trời. Đó, bây giờ vòng cỡ như đây là không thấy vòng. Cái mẹ dòng quá dòng giống như máy bay lên mai xuống mai luôn. Bước trên con đường là đưa về thêm một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu một tình yêu sao bóng nhiều đơn phương mình tôi sáng cao trên trời đâu cây xinh tươi sáng như hoa hướng dương lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trong theo còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh một cuộc tình mà mình dành riêng cho anh. Dù đông tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em thương em mong em trong trái tim nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì. Dù em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Chạy chậm đó bạn ơi. Rung 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 kìa cha chạy nhanh hơn xe. Đường xấu quá. Quay đường kìa. Đang quay đường lên chứ quay đâu. Quay ta mày. Một thời xếp đẹp ra. Mới có một dạng chạy ô tô mà dòng hơn leo núi nữa mọi người à. Đường Cà Rông Ông đẹp quá rồi đẹp. Ôi, xe trước đi mù mịt tầm trung. Trên trời nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trong thêm còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh một cuộc tình mà mình dành riêng cho em dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây biết yêu anh thương em mong em trong trái tim nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy bước đi và đừng nghĩ gì. Đây là cung đường này đi ngang qua nghĩa trang của người Đạo Phước nha mọi người. Cùng quá đẹp luôn mọi người ơi. Đây ui trời ơi, hôm nay là sân rẻ bạn mình đổi sân máy bay nó chạy nhanh quá mọi người ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nước mẹ đều có em hiểu không? Để đi em chậm chồng quá. Vì nhanh mẹ trong nước có luôn của chồng á. Rồi nhà em chỗ đó đường nào về đến nhà thôi à. Cái đó một người là ông tài xế này ông bia là đã mày lần nào mày biết cái đồ ở Việt Nam mày cái nó không được chơi tới luôn không cũng được không được không được ông tài xế uống một lan luôn bia rồi. Nhìn thấy đường xá mà thấy tay nghề của tài xế là ok rồi, cái đó không cần đâu. Ông một lan luôn bia mày. Quá đẹp luôn. Bữa mà nước lục ta chạy lên đường người ta quay phim ta thấy đẹp dễ sợ luôn. Nhưng mà mình chưa có tay nghề làm kịch bản thôi. Bữa hôm nước lục má cái đường nó đẹp. Nước con ngồi nó tròn vô ra cũng tròn hết qua bên đi. Rồi mò cái lan cái đũa mà đa đít kìa. Siêu dòng siêu đa đít kìa. Ôi trời ơi. Đang đi đường em quá. Chỗ này hơi đường hơi xấu mọi người ơi. Giờ là anh tài xế giờ anh đang tập trung lấy xe. Đường đoạn này hơi xấu quá trời xấu mà. Xấu nhất ở huyện Cà Rông Mông á mọi người. Tao qua Mỹ tao chạy xe tẻ thì đâu mà vô lít thấy tao kêu một cụ đó xe nghe được à, xe nhỏ rứa mà cặm mớ hàng rứa đúng không, quá tải này hư thôi mà đường này nữa thì hư thì chắc chắn mà. Rồi chuẩn bị lên đèo mọi người ạ. Cái đèo này là cái đèo lớn nhất Cà Rô Môn này mọi người. Nè núi này ngoài hết cái đoạn này. Thôi lên đèo mọi người nhá. Đèo cái nó mong nhá. Rồi bước một cái xe tải đang chỗ đèo mọi người. Xuống đèo mọi người nhá, đèo này hơi to, đi mệt tí mà xong rồi đi xuống đèo, mình đua qua video mọi người. Xuống đèo rồi, bây giờ là thung lũng đó mọi người. Đồng lúa quê mình đây chín rồi, bằng ươm rồi mọi người. Thì em bước ra đây coi lòng anh đang xem thêm giá vàng căn phòng vắng ngày đêm anh vẫn đợi chờ mãi đợi chờ giờ em chiều quê Tây Nguyên nha mọi người. Túc lá ngoài mình cửa ra qua bên kia cánh đồng bên kia.
Đây là thuốc lá nghe mọi người. Đây là cái đầu thuốc lá. Lúc mọi người hay không quá. Xe chú Quang liền như vậy. Bên đây là thuốc lá đó mọi người. Thuốc lá mình thường hút á. À, thuốc lá sắp thu hoạch rồi mọi người. Thu hoạch rồi nhưng mà thu hoạch chưa xong á. Đây là quê hương của Lâm Ray nha mọi người nha. Cảnh rất là đẹp.